Sáng ngày 23 tháng 1, tại Tổ đình Từ Hiếu, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, các đệ tử làng Mai, Tăng Ni, Phật tử đã tiến hành lễ nhập kim quang, thiền sư thích nhất hạnh. Từ rất sớm, hàng nghìn Phật tử khắp nơi trên cả nước đã đến chùa Từ Hiếu để hành lễ trước nhục thể của vị thiền sư lần cuối. Đúng 8 giờ sáng, thiền sư Thích Nhất Hạnh được các tăng đi di chuyển từ mật thất đến thiền đường trăng sầm Tổ đình Từ Hiếu, thành phố Huế để thực hiện nghi lễ nhập kim quang, theo di huấn của thiền sư thích nhất hạnh tăng lễ của thiền sư sẽ thực hiện dưới hình thức tam tăng là một khóa tu im lặng tăng lễ sẽ kéo dài trong 7 ngày trong suốt thời gian đó ban tăng lễ mong mọi người đến thăm viếng trong im lặng trang nghiêm thanh tịnh tĩnh lặng và nhẹ nhàng sau lễ trà tỳ tức lễ di quan và hỏa táng vào ngày 29 tháng 1 Xá lợi của thiền sư sẽ được an vị tại tổ đình Từ Hiếu và các trung tâm khác của làng Mai khắp nơi trên thế giới mà không cần phải xây bảo tháp. Ban lễ tăng cũng mong mọi người không phúng điếu vòng hoa, trường liên. Thiền sư Thích Nhất Hạnh sinh ngày 11 tháng 10 năm 1926 tại làng Thành Trung, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. tên thật là Nguyễn Đình Lang và sau đó đổi tên là Nguyễn Xuân Bảo. Ông là một nhân vật có ảnh hưởng lớn trên thế giới, một trong những người tiên phong mang đạo bục, đặc biệt là pháp môn chánh niệm đến xã hội phương Tây và góp phần xây dựng một cộng đồng Phật giáo dấn thân cho thế kỷ thứ 21. Vào năm 2018, Thiền sư Thích Nhất Hạnh sau nhiều năm hành pháp đã trở lại Việt Nam và về chùa Từ Hiếu để ông xuất gia tu đạo từ tuổi nhỏ để tình dưỡng. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã ăn nhiên thị tịnh.